song nam chủ đa chính phú với song khiết động tác balancer forster Chiếc, lý thư mạc là một diễn viên lồng tiếng luôn cần cù chăm chỉ luyện tập dựa vào các loại ngụy âm sinh động trên các nền tảng lớn ký hợp đồng với phòng làm việc lồng tiếng rất tốt nhưng trong thông tin hy ký hợp đồng với bên ngoài giới tính đều là nữ ngay cả thanh âm thử giọng cũng là các loại giọng nữ người bên trong truyền hình trực tiếp kia cũng là một người tóc dài đáng yêu ngọt ngào có cần đẹp như vậy không nhưng hắn không nghĩ tới, vừa mới thay đổi hoàn cảnh mới liền đem người khác theo dõi. Người kia vẫn là nam thần lúc trước mặt danh Kỳ Diệu nói chuyện yêu đương vài ngày bị mình vô tình bỏ lại. Ai từng nghĩ nam thần không chỉ lớn lên tốt, gia cảnh tốt hơn, bá chủ biết chơi game luôn thật sự yêu a, à. Lý Thư Mạc giấu bí mật lâu như vậy, rốt cục cũng bị phát hiện sao? Cố Nhược, còn chạy không? Lý Thư Mạc. Không chạy không chạy, sai rồi cố nhược. Lý Thư Mạc. Cậu không cần tức giận liền không nói lời nào. Cố nhược. Vậy tôi muốn hẹn hò với Hi. Lý Thư Mạc. Cúc đi. Chương một Ngượng ngùng, ta có bạn trai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Là ta gây đạt xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Nhị cậu trưởng thành sẽ làm người khác ưa thích. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Bây giờ để chúng ta hoan nghênh hy lớn hơn đài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Người không có ý định nối lại tiền duyên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Muốn nhìn một chút hắn rơi vào phàm trần bộ dáng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Theo sát ta, nhạt nhạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thật thoải mái rất muốn rua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tướng công, ngươi mặc áo cưới bồi ta a. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lý sách cuối cùng, ngươi có phải là có tật xấu hay không a? À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.